Ok, và xin tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường trên lý 17.5 nhé anh em. Rồi, đầu game thì mình có một cái lõi đó chính là hộ vệ vũ trụ. Trên này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi cái lõi này làm sao để có thể giành được cái vị trí top cao trong bảng xếp hạng nhá. Bắt đầu giao tranh, đội hình của bạn sẽ nhận 30 lá chắn với mỗi trang bị thành phần. Trang bị trên tướng Thượng Long bao gồm cả những trang bị được ghép hoàn chỉnh. Cái này thì có nghĩa là anh em lắp bao nhiêu đồ cho những cái vị tướng Thượng Long ấy thì nó sẽ cho thêm 30 giáp mỗi cái trang bị thành phần. Đấy, kiểu anh em mình hack giáp luôn. Mà kiểu Thượng Long mà có cái lõi này nữa thì thôi. Trận này mình sẽ chơi mạ vàng full Thượng Long xem sao nhá. Mình cũng đang muốn dồn nhiều trang bị dành cho Nidalee. Cơ mà con Vladimir này cầm cái nó nhìn hơi gai mắt. Cho đang tính lắm một cái kiếm tử thần này này anh em này. Nhưng mà có vẻ như là chúng ta cần phải có phút đồ thì mới an toàn hơn. Wow, bạn này mạnh thế. Hút không hút được luôn ạ. Trận này mình muốn win nhưng mà thực sự là không win được. Hơi khoai. Win thì chúng ta sẽ tích lên được 10 tiền. Nó khá là ngon. Thế anh em mình nên chơi full mạ vàng hay là chơi một vài những tướng 3 sao thôi? Skarner và Varus. Để mình chút. Chơi game mà ông nào cứ nhắn tin hoài. Ezreal. Và đây thì Huyễn Long gì đây? Xong đấu khá ngon. Con chuột này cũng có thể bắt được này. Nhưng mà từ từ đã. Thì giờ mình sẽ bắt. Cứ từ từ. Bình tĩnh. Anh em mình mà khô máu hay là gì đấy thì nó sẽ hết tiền đấy. Ông này chơi gì đây? Xạ tiễn à? Xạ tiễn hộ pháp. Dồn khá là trang bị dành cho Ezreal. Nhưng mình thấy là Ezreal với trang bị phép thì ngon hơn. Ui, không ăn thua. Nó mày mạnh thế. BF cung. Đấy, nhiều BF quá rồi. Thì mình sẽ lấy cung đi. Đây, lấy được một cung. Có xe lát này cũng khá ngon này anh em này. Một bạn chơi Huyễn Long. Mà này gì? Kiểu meta hộ pháp, nhiều người chơi hộ pháp vậy. Hãy cân đối linh thú mình đâu? Đây đây. Con này là không chơi được nữa này. Khá là nhiều chuỗi thua. Sợi xích tinh vân. Mình gặp bạn này. Bạn này. Có một bạn hình như là đang muốn thua thì phải. Bạn này đang muốn thua tích tiền này. Mình gặp bạn này là mình toi luôn đó. Tại vì mình cũng đang muốn thua tích lên 5 trận đấy anh em. Cố lên. What? Khả năng thua nhưng mà Virus câu kéo thêm được một vài thằng đi. Wow, thua cũng khá thốn này anh em. Nhưng mình cần phải cân nhắc thôi. Nếu mà chơi Nidalee thì anh em mình cần phải có Gna để có thể kẹp thêm hóa hình. Pawn Nidalee. Pum pum. Skarner. Trời ơi, mấy anh em này khỏe quá nhở.
Đợi đấy, chút nữa mình sẽ trả thù sau. Đầu game thì hơi phế một tí, tại vì mình không có nhiều trang bị phòng thủ. Kiểu nhiều đối thủ anh em mình lắp cho Skarner với các Vladimir ấy, thì nó sẽ có được thêm nhiều giáp hơn. Cố lên Cyber Violet. Cuối cùng thì chúng ta gặp ông Feeder này, thế là mất chuỗi thua rồi. Chỗ này thua thì ngon hơn anh em ơi, nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi, chấp nhận số phận. Cái này thì mình sẽ bán con này đi. Oh, Lux, Lux 2 sao. Bạn này vẫn chưa ai đánh bại luôn là hộ pháp kết hợp với cái lõi sức sống mới này, nó hồi máu nhiều á, khá mạnh. Chuyện này đa số là đồ đam cho nên là mình sẽ lựa chọn một là Virus, hai là Nidalee thôi. Kiểu như Nidalee thì mới là cái meta này có thể giành được vị trí top 1 hay không. Nhiều bị ép vãi. Ồ, cung luôn à. Cung đao và một cái trang bị huyết kiếm cũng khá ổn. Kiểu Nidalee thì mình hay chơi những cái combo đồ đấy. Pha này thì trang bị sẽ úp cấp luôn. Kiểu năm thượng long thì anh em mình sẽ có kiểu nhiều tiền hơn á. Đây, lắp luôn cái cung cho nó nhiều giáp nhé. Bạn này hoặc là bạn này thì bạn, wow, có som khá sớm nha. 6 thủy long rồi som rồi, ghê thế. Ghê thích nhờ. Bạn Ezreal à, Ezreal được cũng kinh nữa. Chắc chỉ con Nidalee của mình thì bay vào cái vị trí của Ezreal chắc là nó bắn chung ngu người quá. Nếu mà xác định lắp cái kiếm thư thần này thì xác định phải lên 3 sao nhé anh em nhé. Không thì sẽ hơi thiếu đam. Chói phát nữa đi. Ui, thằng giáp này bọc giáp cho thằng Ezreal nữa. 64 máu, hơi thấp rồi. Cái gì đây? Xoay bài tự động à? What the fuck? Cần thì không bao giờ ra đâu. Nó không chơi thì nó cứ ra hoài. Sẽ phải đổi lại thôi. Năng lượng xanh băng trộm, mình sẽ băng trộm đi. Cái băng trộm này nó có nhiều đồ á. Đây, có nhiều giáp hơn. Lúc cần xoay bài, không xoay bài. Mà nó ra mấy cái này thì sao mà xoay. Bùn xanh rồi này. Tiếp theo đấy là ngang bỏ thạch là cái chắc. Ô, pháp sư và thủy long. Hot hot meta. Hơi rén rồi nha. Sau đó này thì mình sẽ vừa tối ưu về khả năng drone và ấy luôn. Và đợi tướng thượng long ra để dễ dàng lên con Nidalee 3 sao sớm anh em. Không lên được Nidalee 3 sao sớm là anh em mình hẹo ngay. Hóa hình thượng long nha. Nãy mình bán mất đi con ấy rồi. Trời đất ơi, cào yếu thế. Thế là mình sẽ không mạ vàng nữa đâu. Mạ vàng nó tốn thời gian với cả tối ưu nó không cao anh em. Má này đi. Gardner. Na nè. Scanner nữa. Tiền à. Thế mình cần là Nidalee thôi. Một cái diệt hoặc là một cuồng đao. Chắc cần là có một cái trang bị khả năng hồi phục dành cho Nidalee nhé anh em nhé.
Con này thì level 6 mình sẽ cho vào. Các bạn đồ long này nữa. Lab đã tích được 20 sát thương rồi. Anh em nào mà hên thì sẽ có được đi sớm hơn. Mình thì hiện tại mới chỉ có 6 con thôi. Sau khi lên được Daily 3 thì mình sẽ tập trung vào up cấp và xếp đội hình. Cả hơi yếu anh em nhỉ. Thốn thế. Sắp hiệu rồi. SOS. Một cái gậy. Vãi cả nồi, không có gậy cũng không có. Đấy luôn anh em ạ. Đèn thế. Không có gậy cũng không có cái kiểu trang bị hồi phục máu ấy, cái váy á. Cắm phép ấy, để mình lắp huyết kiếm. Đen vãi trưởng. Bị bóp rồi. Mình đi chợ chỉ toàn là những trang bị đam thôi, không có đồ thủ nó hết. Cái này thì anh em mình có thể lắp cái bàn tay công lý cũng được. Nidalee đâu? Đây thì ta Scanner 3 Virus Vladimir cũng sắp lên 3 luôn. Có ai? Nhọ nhờ. Đây mình có bán một con virus rồi. Coi nào. Nghe bạn này đồ đẹp thế. Lõi cũng ngon nữa. Mình thì chỉ có lõi Sidai thôi. Giờ sẽ bán Gna đi. Sao tròn 50. Ở thời điểm này mà vẫn gọi là loay hoay với mấy con này thì khả năng hẹo cao rồi. Lên luôn đi. Còn chần chờ gì nữa mà không lên. Còn hai con Yali. Nhân vật chính vẫn chưa lên 3 sao. Mình sẽ không roll ở ground này. Hào thua luôn chứ. Không lên liều. Đại bác diệt. Cái này thì mình có thể lắp Sojin cũng được này. Vladimir Sojin cũng khá ngon. Để coi nào. Mày thì chơi gì đây? Chơi đề dai à? Viễn Long. Cái lần nào mà mình kiểu tích cái chuỗi 4-5 trận thua ấy thì cũng sẽ win. Đen ở cái chỗ đấy. Chứ không là mình sẽ có tầm khoảng 10 tiền 13 tiền từ việc tích chuỗi thua. Giờ thì sẽ bị thọt hơn khá nhiều. Đen nhỏ. Đang chuỗi thua ngon. Vãi sói này mà chuỗi thua thêm nữa thì đúng kiểu tuyệt vời luôn. Cay vãi. Nearly đi. Legend Solari. Violet 2, ok. Thế vậy thì sẽ mạ vàng đi. Này thì mình sẽ lắp cho con 3 sao ở đây. Còn Nearly với cả Lux thôi. Chứ mình sẽ kẹp thêm Silas để có thể kích hoạt thêm pháp sư. Lại BF tiết, trời ơi. Mình sẽ phải như thế này. Roll thêm liều một chút nha anh em. Đây à. Ok, tạm thời là như vậy. Một cái diệt cũng khá là chất lượng.
Thực sự thì Nidalee của chúng ta cần khả năng hồi phục hơn. Giờ thì những vị tướng hộ Thượng Long của chúng ta khá trâu rồi. Nhưng mà trâu đánh lâu cũng đi à? Khó thế. Con này khả năng mạnh quá. Sử dụng gần hết tiền là vẫn thua anh em ạ. Nên cấp 7 thì mình chỉ có sự lựa chọn là cho Gna vào thôi. Để lấy hóa hình. Mèo 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 mèo. Bùm. Sức mạnh đoàn kết, kẻ cắp linh hồn. Mình sẽ lấy tiếp cái phần này đi. Trời ơi, đồ xấu kinh khủng. Mình sẽ phải tối ưu ngay luôn đây. Thế này nha anh em nhé. Này thì chắc phải là huyết kiếm thôi. Hai tiền có thể lên level. Chuyện này hơi khó lật nha. Hơi khó để có thể lật kèo. Nhà mình sẽ cố. Để xem là cố gắng hết sức thì chúng ta sẽ giành được vị trí top mấy với cái lõi hộ vệ vũ trụ này. Có tín hiệu từ vũ trụ rồi mà vẫn không ăn thua là gì thôi. Chịu quá. Con này chắc là mình sẽ úp cấp luôn anh em. Lắc 3 sao đi. Có à. Như thế này nhá. Khá là mạnh. Một Lux và một con. Cái con đấy nữa thôi. Bạn này thì chúng ta khả năng sẽ gặp. Bạn này thì gặp cũng nhiều lần rồi. Andrew 3 sợ thế. Ồ, hồi nãy gặp bạn này rồi mà ta bây giờ lại gặp tiếp à? Hai lần à? Tôi chưa giờ, nãy giờ chưa gặp ông Andrew hay là gì đấy luôn. Nhưng không sao, chắc là vẫn ăn được bạn này. Tại vì chúng ta mạnh rồi. Đấy, bọc giáp rất trâu luôn anh em ạ. Con Gna thay bằng JC thì sẽ ngon hơn. Mà không có JC thì phải xài Gna thôi, biết sao giờ. Thoan. Mình sẽ đi chợ và lấy thêm một cái kiếm nhá anh em. Sát thương vật lý. Sáng phép. Hai tiền tạm chấp nhận được. Vì nào muốn nó ở một trong những cái con 5 tiền thì nó dễ ngon hơn thôi. Chu 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 chu. Kiểu này hơi khó à nha. Gì đây? Một cung à? Cung nữa thì không biết lắp cho con nào đây. Hầu hết những vị tướng Thượng Long của mình thì gần như đã full đồ rồi. Còn con này với các con này thôi. Sẽ để dành đồ cho Virus đi. Chứ đại bác cũng không ngon làm gì dành cho Virus đâu. Đây sẽ là một cái cuồng đao cũng khá ổn. Hắn hơi chậm. Ok, bắt đầu
có sự hiệu nghiệm rồi anh em ạ. Pantheon. Còn slot thứ 8 thì sẽ là của xạ tiễn, con chuột. Virus. Oh, một diệt. Ok. Có đồ gì anh em cứ lắp hết luôn nha. Slot thứ 8 sẽ là một cái của con chuột. Là hợp lý. Mình sẽ dừng lại level 8. Còn không thì nếu được mình sẽ lên level 9. Kẹp thêm một con nào đấy cũng được. Hạn như là Zone thì cũng ngon. Cũng ngon. Zone mà không có thuật sĩ thì nó sẽ skill rất là lâu. Còn không thì anh em mình có thể xoay sang gọi là bốn hóa hình. Nó sẽ giúp cho đội hình chúng ta siêu trâu. Bạn này chắc mình sẽ ăn được thôi. Phải đấm mấy ông này trước khi mà tìm được con Alcine anh em ạ. Vẫn chưa full 3 sao của Thượng Long mà trang bị nó cũng ra khá nhiều. Giờ thì mình sẽ tập trung lấy được trang bị đối thủ nha. Kiếm súng Hextech. Cùng cung. Ba tay động tác cũng không cần lắm. Cùng cung thì coi như là không lấy được rồi. Cái này cũng không. Tụ Azeke cũng khá là tạm ổn áp. Nhưng mà cái cung này mình nhiều quá rồi. Không cái gậy đi. Sojin, gậy và thông đạo. Tạm lấy. Thông đạo thì chắc là cho Salad Show đi. Jesse. Jesse thì xem nào. Cũng khá ngon anh em ạ. Cứ để dành đi. Wow, bạn này mạnh ấy nhở. Cho kéo con lắc đi, chứ kéo con kia của mình là kéo virus của mình là nó hơi toang. Nãy giờ thấy có bạn nào có cái mà kéo kéo á, sợ vậy. Chắc là mình sẽ xếp bo lại. Là xếp cho con Gna xuống dưới cho bị kéo luôn. Nili bây giờ khỏe rồi anh em ơi. Đá bộ phát rất là trâu nha. Đấy, mạnh phết đấy, không đùa được. Thực sự là pháp sư nó cũng không cần thiết lắm đâu. Anh em mình có thể nếu như mà có Savannah sớm ấy thì cho bốn hóa hình vào cũng ngon. Như này. Slurry. Bán con này đi tích tiền cũng khá là ổn áp. Bạn này có máy chiếu ra Sua 2 à? Savannah rồi. Bạn này thì cũng không sợ lắm. Bạn này kéo con cho kéo Gna nhé. Ồ, không cặp. À, vẫn kịp lắp máy chiếu này. Thì chắc là mình cũng sẽ ăn được thôi. Bạn này đi luôn này. Biết rồi. Một con lắc nữa mà nãy giờ không thấy đâu. Bắt đầu đi lên rồi anh em ơi. Bán tạm DC đi. Slot này sẽ mình sẽ để dành cho virus. Búp thêm cho chuột cho chuột vào anh em ạ. Đây rồi, chuột đâu? Ồ, Savannah sớm rồi này. Đã bán JC đi mất à? Không thấy chuột đâu luôn. Chắc là sẽ phải chơi... À đây, chuột đây, quên. Đừng bảo là chuyển sang bên này kéo nha.
Ồ, đổi vị trí sang bên này à? À, bắt con đấy của mình sớm rồi. Bắt phải rất sớm cũng hơi sợ nha. Mình vẫn còn Yali gánh anh em ơi. Trâu thế nhở? Ác ôn thực sự. Uầy, hồi máu này. Vladimir này gánh này. Mày. What the fuck? Cái gì đây? Trời ơi, thua một trận khá nhảm ạ. Vladimir 3 với cả chuột với cả mấy thằng bạo sậu. Mà không đánh lại thằng Olaf còn một máu. Ảo vãi cả nồi. Bìm bịp thế. Vai. Lấy thêm thông đạo đi. Chán nhở. Khúc này thì cũng có gì mấy đâu. Mình hơi bị nãy đang bận drone thì nó là nó bị bắt con ấy thôi. Phải rớt bà. Không có luôn. Đây rồi. Thì đây là hợp lý rồi. Hóa hình. Lắc ba đấy. Thôi tạm thời sẽ không roll nữa. Tập trung hơn vào khoản gọi là là xếp đội hình. Bạn này thì chưa sử dụng nhiều tiền. Level 8 mà vẫn còn 50 tiền này. Vẫn chưa tối đa sức mạnh đâu. Nhưng mà mình nghĩ là bạn này sẽ không xài kịp. Nhưng mình là mình sẽ xài ở cái thời điểm này rồi. Thì có thể tìm con Storm 2. Không mà cút luôn rồi. Đi luôn không? Bạn này chỉ còn lại có 4 máu thôi. Đến lúc này thì drone sẽ không kịp nữa. Ari lên zone luôn à. Ai. Bỏ hai con này đi ở thời điểm hiện tại thì sẽ rất là yếu. Vừa mất pháp sư, lại vừa mất đi cả xạ tiễn, bang hội các kiểu con đà điểu luôn. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ tăng được rất là nhiều sức mạnh phép thuật dành cho đội hình. À, sợ ông này đổi con Dono ít ngay mà. Biết gì dình kéo mình ngay anh em ạ. Hết sức cẩn thận nha. May là trận này mình không gặp đấy. Mình sẽ bán con Soul này đi thôi. Không chơi được anh em ạ. Tại vì trận này mình đam thuần tay thôi chứ không phải là đam ấy. Đam phép. Nếu mà mình chơi lắc thì mình xác định chơi đam phép luôn rồi. Mà này Edry mạnh cũng mạnh thế. Virus chúng ta bắn được. Ok anh em ơi. 4 hóa hình thì khả năng Nearly sẽ gánh hơn. Tượng này cũng ngon này. Một cây gậy. Thế ông kia ông rình rình ông ấy kéo con đấy của mình nhá. Nạp nhỉ. Ông này này. Sợ thật sự luôn. Cấp 9 ám long. Savanna. Cũng không được nhỉ. Savanna cũng không ổn áp lắm nhỉ. Savanna thì bỏ đi chuột với cả Silas à. Hoặc là chúng ta có thể kẹp thêm một con bát là hợp lý rồi. Chứ không nhất thiết là phải 4 hóa hình. Bát hoặc là con gì đấy bất kỳ. Này lắm, xanh lắm. Wow, nhìn đội hình của mình gần như là full hết đồ luôn này. Con này với con này, hai con này chưa có đồ thôi. Thời gian tới thì chắc chắn sẽ có rồi. Hey, mè mè kéo hoài. Để có thể cho virus của chúng ta an toàn hơn thì chắc là mình sẽ cho kéo con lắc này đi. Như này. Này sẽ bắn vào con này sớm.
Mà nãy giờ mình chưa gặp cái ông kéo kéo nhở. Khá mạnh anh em ạ. Nó trâu ở đầu game. Nó không sợ bị sốc đam nữa. Được chưa? Khỏe vậy. Còn chuột là chưa, à con lắc là chưa lên 3 sao thôi. À, mình có thể kẹp thêm một xây da cũng được. Thêm xạ tiễn. Và top rồi, nice. Gì đây? Oh man. Quyền trượng thiên thần. Cái này thì cho Lux cũng sẽ ngon hơn. Chắc chắn là mình sẽ gặp bạn này à. Với bạn này thì không cần thay đổi gì nhiều đâu. Tôi chỉ sợ bạn kéo kia, nhưng mà bạn kéo đấy đi rồi. Mạnh chưa? Rồi ôi, đi luôn. Hai bạn này thì sẽ một bạn đi không? Bạn này có sợ Asin 2 rồi, hơi sợ. Wow, mấy Asin 2 đi luôn kìa. Asin 2 gánh thế. Vãi cả nồi, ngu rồi. May là vẫn còn một con dự bị. Mình sẽ tung con ấy của bạn này, Asin. Hát tung được thì win, không được thì chắc là thua luôn. Ok. Nhưng cũng chỉ là 50-50 thôi. Chúng ta sẽ tránh cho Asin tích cực mana ở thời điểm đầu game. Wow, chắc là vẫn thua à. Asin này khỏe quá. Chịu anh em ạ. Asin 2 tứ long vẫn khá là mạnh. Dù gì đi nữa thì chúng ta cũng đã vào được vị trí top 2. Khá là mạnh rồi anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.